Mới đây tại Hà Nội, Cục Hóa chất Bộ Công Thương và Cục Quản lý Dược, Cục Y Dược cổ truyền Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức hội thảo chương trình phát triển công nghiệp hóa dược, thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo chương trình phát triển công nghiệp hóa dược xác định phát triển công nghiệp hóa dược gắn liền với quy hoạch phát triển nguồn dược liệu, phát triển công nghiệp dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm nâng cao năng lực tự chủ về nguyên liệu thuốc góp phần bảo đảm an ninh thuốc phát triển công nghiệp hóa dược trở thành ngành công nghiệp công nghệ cao trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh của nguồn dược liệu việt nam phát huy lợi thế so sánh lợi thế cạnh tranh quốc gia nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư bằng các giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách tăng cường hợp tác công tư nhằm phát triển sản xuất trong nước đồng thời bảo đảm tuân thủ các hiệp định thỏa thuận thương mại mà việt nam là thành viên hoặc đã tham gia ký kết Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về hiện trạng ngành hóa dược Việt Nam cũng như định hướng phát triển dược liệu và các vùng trồng dược liệu Việt Nam, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành hóa dược của nước ta, định hướng đầu tư phát triển của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực này. Qua đó, nhiều đề xuất, ý kiến góp ý đã được đưa ra để góp phần hoàn thiện chương trình phát triển công nghiệp hóa dược sớm trình Thủ tướng Chính phủ cho năm 2024.